nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng du lịch cần chuẩn bị gì trong thời kỳ suy thoái kinh tế? Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng du lịch cần chuẩn bị một số yếu tố sau. 1. Nghiên cứu thị trường. Trước khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng du lịch, nhà đầu tư cần nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, xem xét về nhu cầu du lịch, xu hướng du lịch và tiềm năng phát triển của khu vực đó trong thời gian tới. Điều này giúp định hình chiến lược đầu tư phù hợp và giảm rủi ro. 2. Tìm hiểu về đối tác và nhà phát triển. Chọn đối tác và nhà phát triển đáng tin cậy và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng du lịch. Xem xét về quy mô dự án, tiến độ thi công, chất lượng xây dựng và khả năng quản lý hoạt động sau khi hoàn thành. 3. Xác định mục tiêu đầu tư. Rõ ràng về mục tiêu đầu tư của bạn là gì? Có thể là tạo ra thu nhập từ việc cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng, tăng giá trị bất động sản theo thời gian hoặc sử dụng cho mục đích nghỉ dưỡng riêng. Điều này giúp bạn xác định chiến lược và quản lý đầu tư một cách hiệu quả. 4. Quản lý rủi ro. Nhận thức về rủi ro trong thời kỳ suy thoái kinh tế và có kế hoạch phòng ngừa rủi ro, đảm bảo rằng bạn có quỹ dự phòng và khả năng tài chính để đối phó với các tình huống khẩn cấp hoặc thay đổi trong thị trường. 5. Tìm kiếm hỗ trợ chuyên gia bất động sản. Tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng du lịch để đảm bảo quyết định đầu tư của bạn được đánh giá và hỗ trợ một cách chính xác. Như vậy, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng du lịch cần chuẩn bị kỹ lưỡng và có chiến lược đầu tư rõ ràng để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro.